Alo, xin chào toàn thể các bác và các bạn nhé. Đây là hai tổ ong mà hôm trước Alo đã chia song song vì là nó đã xây mũ chúa để chia đàn tự nhiên. Mà Alo cũng đã làm một cái video nói về đó là cách xử lý khi ong xây mũ chúa chia đàn tự nhiên đấy. Thế thì cái công dụng và cái tác dụng cũng như là cái lợi ích và và cái ưu nhược điểm Lưu cũng đã nói ở video trước rồi. Thì bác nào chưa xem mà tò mò thì có thể vào kênh tìm đến cái video cách xử lý khi ong xây mũ chúa trên đàn tự nhiên để xem nội dung chi tiết các bác nhé. Hôm nay thì Lưu review lại ở bên ngoài thùng bởi vì bây giờ mới có 6 giờ sáng thôi. Ong đi làm rất là tấp nập nha các bác. Đây, hai thùng về rất là đều luôn. Đấy. Đấy. Hai thùng về rất là tấp nập. Thì hiện tại thì vẫn là khá sớm nên là Lưu chưa muốn mở vào, nhưng mà hứa sẽ có những video, sẽ có một video sau đó, thời gian nào thời điểm nào Lưu mở được Lưu sẽ làm thêm một cái video nữa, hai cái thùng này về cái nội dung làm chúa này để mọi người xem cái sự khác biệt và cái sự giống nhau để chúng ta có thể so sánh được là giữa làm chúa cấp tạo này, làm chúa lợi dụng mũ chúa xây đàn tự nhiên này với cả chúa di trùng nó khác nhau giống nhau ưu nhược điểm như thế nào nhá. Còn đây video này thì Aliu chỉ làm là review thôi đấy, review thôi, nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất là tấp nập, đã thấy rất là ok đấy các bạn. Đây là thùng một cầu nhá, thùng này là thùng một cầu. Ê, thùng gốc thì nó ở chỗ này đấy, Aliu chia ra đây, đây là một cầu có chúa giả, đây là ba cầu đang nuôi mũ chúa, đang nuôi bốn năm cái đấy, ba bốn cái gì đấy không nhớ rõ, nhưng mà nó chỉ năm cái quay đầu thôi, tại vì mũ chúa tự nhiên, xây mũ chúa tự nhiên thì nó sẽ không có xây nhiều, chỉ trừ trường hợp là khi mình tách ra này nó có làm thêm thì nó mới lên thôi, chứ còn không thì khi con chúa nó có mục đích xây chúa tự nhiên để chia đàn ấy thì nó không có xây nhiều đâu các bạn, nó chỉ xây ba bốn cái thôi, nó không xây nhiều. Nếu mà các bác mà mở vào mà thấy nó xây nhiều quá ấy, xây năm sáu bảy cái ấy, thì các bác phải lưu ý nhé, bởi vì như vậy là đa phần là thường là do hay mất chúa đấy, chứ còn xây tự nhiên thì nó cũng ít khi xây nhiều như thế lắm, trừ khi những đàn năm sáu cầu cơ. Đó, ok, cảm ơn các bác ạ. Xem cái video này nhé. Hãy vào kênh Aliu TV để xem được xem những video hữu ích hơn. Đấy, nhiều những video bổ ích hơn. Đấy, và đăng ký kênh, like, chia sẻ video cho mọi người cùng giao lưu rộng rãi hơn, cũng như là tạo động lực ủng hộ cho Aliu có động lực lên những video mới nhé. Ngoài ra thì Aliu có live trò chuyện trực tiếp vào các buổi tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Mời các bác cùng vào kênh vào các tối thứ ba, thứ năm, thứ bảy, 20 giờ nhé, để giao lưu trò chuyện cùng với Aliu và những bác đồng nghiệp khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của kênh Aliu TV.